Em tập trung ở anh làm cái chức năng mở file này. Để em đánh theo này. Đấy. Để thao tác với file này, bao gồm có mở file này và ghi file, thì các em sẽ dùng hai cái loại hộp thoại, đó là cái Open Ferdinand này và cái Server Ferdinand. Để mở tiếp theo dùng Open đúng không? Em kéo Open ra. Nhưng mà trước em hướng dẫn mở ảnh, bây giờ sẽ không phải mở ảnh nữa mà mở file. Và trong cái Open Ferdinand có thuộc tính quan trọng này. Đây. Có một cái thuộc tính filter rất là quan trọng. Filter tức là cái bộ lọc nó cho phép là mình mở những cái loại file nào. Thì để dùng cái filter em để ý nó cái phần design rất là dễ này. Nó có ví dụ bên dưới, đây nó ghi filter này, ra filter file để hiển thị những cái trong cái hộp thoại này. Nó cho ví dụ là C# file, tức là file C# thì đứng này xong sao.cn này. Cái dấu sao nó đại diện cho tất cả các ký tự. Ví dụ là tất cả các file là sao chấm sao thì dấu sao trước là tất cả các tên file để chứa được hết này. Cái đuôi mà chấm sao tất cả các đuôi nó đều chứa được hết, sao tất cả mà. Bây giờ mình mở file text thì các em chỉ filter cho file text thôi. Nhưng trước mình mở file ảnh thì các em là png này, jpg này, hay gif này. Còn file text em ghi là text file này. Cái này có cái trường hợp ghi text em ghi tiếng Việt được, đại kiểu là file đơn giản nhá. Tiếng Việt, ăn đi rồi. Đây. Em ghi tiếng Việt được, file đơn giản này, ghi tập tên. Tập tin đơn giản này. Cái phần hiển thị bên dưới trên các em ghi là gì được. Cứ chú ý ở đây, tạm thường xin. Chỗ này là sao.txt này, file text này. Tức là mình chỉ hiển thị file text cho người ta chọn thôi, không được chọn các file khác. Cái này em ghi là O này, OF này, OF thì nó này, là file này. Đây nhé. Đặt tên như thế này. Đây. Ôn file. Ôn file các em thêm một cái này là ôn file này, tất cả này. Ghi tiếng Việt được, anh đang tắt thì ngại bật lại là sao chấm sao. Đấy, sao chấm sao tất cả này. Đây, ví dụ bây giờ có sẵn đây, ôn file sao chấm sao đây. Các em cứ làm theo thôi. Ok chưa? Nhưng thường thì mở file text khoảng nó các em bỏ đi, thì cho file text thôi, bỏ tất cả đi. Đó. Đấy. Bây giờ này, mình click vào Open này. Mình muốn hiển thị những cái file mới đúng không? À, thì cho người ta chọn file. Em click vào Open. Ô đây. Giống hệt các phần dần trên đó, chúng ta chỉ cần dùng ít này, Open Ferdinand đúng không? O Ferdinand này, đây này, chấm sau đi này. Giống hệt nhau chưa? Bây giờ dùng các hộp thoại các em nhìn đấy, tất cả các nào có sau đi nó, bảng đó, rồi ok. Không có cái phần tác dụng của nó đâu. Đây. Bây giờ thử đơn giản nhất là mình lấy tên file này, mình ghi file name, tên file này. Lấy tên file OFDNOM này, chấm file name này. Đấy, nó có thuộc tính quan trọng nữa là file name này. Nó có hai phần, file name ở bên trên này và file dưới khác nhau một cái chữ S. Và chữ S trong tiếng Anh để biểu thị giao gì của em? Thường danh thường chữ S này. Số nhiều đúng không? Và trong này ý nghĩa còn cũng thế. Phần trên là số ít tức là chọn một file. Còn số nhiều là trường hợp chúng ta chọn nhiều file thì nó sẽ ra một cái mảng, nó ghi kiểu trả lời các lý này. Sở trình ngọc vuông file not chấm file name get the file name, tức là những file name của tất cả những cái file được lựa chọn từ người dùng. Đây này. Chỉ có gì tiếng Anh đâu, không cần thuộc hết các từ đâu, đoán được mà. Không hơn là mò là dựa có cơ sở. Mò có cơ sở. Đấy, mình lấy một file các em dùng cái thùng trên trên không có add ấy. Và hiển thị cho người ta chọn file gì, message box này, chấm sâu đâu không dùng này. Đây. Chu này. Đã chọn đúng không? Chu bỏ chữ O giữa thì đã chọn này, file name này. Đơn giản này đâu, F5 này. Đây. Đây, tập tin đơn giản tiếng Việt có luôn này. Đây thư mục này. Đây. Nó hiển thị là chu này, C này, user document etop, cả đường dẫn luôn, đây là đường dẫn tuyệt đối. Ok. Và mục đích của mình là không phải là hiển thị người ta chọn cái file nào mà hiển thị xem nội dung người ta cái file đấy là gì đúng không? Đây. Để đọc file thì trong này trong C# nó hỗ trợ sẵn một cái không gian tên là cái system.io using này, system.io. Bây giờ các em còn nhớ tác dụng using không? Thư viện nhân giả sử không có using, các em có viết chương trình được không? Có chứ. Thế bình thường nó dài. Cái này mục đích chỉ là tạo ra con đường tắt cho mình không? Thay vì các em phải viết bên dưới này. Đấy. Thay vì như ở trên xưa viết về system này. Đó.
chấm console này. Cái này quen hơn nhá. Chấm dai đúng không? Cái gì cần viết là console chấm dai thôi. Đấy, đúng không? Thì các em phải viết cái phần trích từ trước nữa. Mục đích của nó chỉ là viết ngắn đi thôi. Và trong này nó có sẵn một cái không gian tên cho mình là system.io. Io viết tắt của cái gì bọn em? Input output. Đấy. Đào ra thì cái này nó liên quan thao tác cái phần là thao tác với các khoản thư mục này. À, với thư mục này. Với file này. Mục cái file này, thông tin này, vân vân, nhiều lắm. Và trong này nó cũng có một cái lớp trong thuộc cái không gian tên đấy, nó có tên là chim là dòng tin này, có ba cái, một cái là chim không này, một cái là chim header, chim title, một cái để đọc, một cái để ghi. Đầu tiên để đọc chúng ta dùng chim header này. Nó đang cười nó kia, chúng ta này để nó kia cười. Header, các em đặt tên là header chẳng hạn, new này, chẳng sẵn chim header này, đấy, một có đơn không á? Nó sẽ ghi là 1 of 10, tức là 1 của 10. Đồng nghĩa việc là cái chim dần này có tất cả 10 cái phương thức nó viết nạp chồng. Sau số cái mũi tên này. Đấy, thấy chưa? Đấy. Đơn giản nhất là nó truyền vào một cái chuỗi đường dẫn, path là đường dẫn này. Đây, path ghi cái này, the commonest file path to be this. Commonest là gì bọn em? Hoàn thành đầy đủ đúng không? Có nghĩa đây là đường dẫn đầy đủ thực chất, nó ghi là dịch ra tiếng Việt thành đường dẫn tuyệt đối. Đây, tuyệt đối của mình file name mà từ sẵn rồi, các em chỉ cần chuyển file name thôi. Đấy. Và để đọc rất đơn giản, các em để thành s thì các em nhé, s d đi, còn đỡ s d, còn đỡ nhỉ? Rồi ghi s d này, chấm muốn đọc cần dit này, nó có tất cả có bốn cái hàm để đọc rồi. Và cái nhìn dễ nhất đó là dit to end, tức là đọc đến cuối luôn. Giả sử đầu tiên nó khởi tạo từ đầu, dit to end đọc tất cả cái nội dung của file đấy đến cuối. Thì các em để ý cái phần toolkit bên trên này. Cái này rất là quan trọng. Về sau dùng nhiều mình sẽ để ý cái phần trên này. Nó giống như kiểu là một cái từ điển hay là cái trợ giúp hướng dẫn luôn cho mình. Nó tiện hơn tất cả các sách mà các em có. Cần trên nó hiện luôn này. Mình cần dịch một chút tiếng Anh này thì không phải tra lại sách nhiều. Nó giải thích bên trên này. Chim dịch to end này. This is the chim from the golden version này. To the end of the chim đấy. Đến chân cuối là cứ dịch, không cần thiết về tất cả các từ. Nó có 10 từ thì khoảng 4-5 từ có thể đoán được rồi. Những từ khác là mình cứ đón mò thôi, không phải khác. Sau thời gian các em cứ điền đủ đầy đủ rồi là được. Đấy. Và cái này nó trả về một kiểu đầu tiên này, trả về trinh này. Đây là cái cú pháp của phương thức đúng không? Kiểu trả về đầu tiên là trinh này. Còn cái tên của nó là chim-dit-to-end. Cái tên phương thức là dit-to-end. Còn cái chim-dit-to-end trước ấy, đây là cái phần tiền tố, nó là tên của cái kernel. Cái kernel tạm thời là các em thì một số em thì biết, một số em chưa biết thì trả lại cho nó sau. Để cô đối tượng nói thêm kỹ hơn. Đấy. Nó trả về chuỗi. Bây giờ các em muốn gắn hiển thị bên trên cái phần dict box này thì cần gắn con đơn giản thôi, r t t m này, để hiển thị những cái liên quan này là cái thuộc tính gì vậy em hay dùng nhất đấy, tất cả con trôi đi hiển thị được cái nội dung thông điệp của mình này, như họ tên cái gì đấy người ta nhập ấy là cái gì, các em hay lấy từ nhập từ số a này xong dict box thì các em lấy cái gì đấy cái người ta nhập à, thuộc tính tag thôi hay dùng nhất đấy. Thì giờ các em muốn hiển thị các em dùng chấm tay thôi, đây chấm tay nó có ra này, chấm tay này gắn bằng này một ít tụ em rồi. Và khi đọc xong thì trường hợp như kiểu mình có một cái quạt giấy, mình quạt nó, trường hợp mình mỏ tay quá mình không quạt nữa, mình muốn để người khác quạt thì mình phải đưa cho người khác chứ mình không giữ tay được. Thì trường hợp các em mà cho người khác mượn đi thì có nghĩa việc mình đóng cái này vào, nó tương ứng với công lệnh trong đây là sd này chấm kernel. Kernel thì các tiếng Việt là đóng vào. Giống như em bảo đến những cái quạt ra, mình quạt là mình còn mặc tay. Người khác nóng, người ta muốn mượn, em để trong người khác mượn, không giữ tay được. Thì cái trường hợp em không giữ tay mình nữa trong khác mượn đi, thì các em từng trường hợp này là mình kernel đi, đóng vào. Để mình không sử dụng nữa, người khác dùng được. Còn mình cứ dùng tay thì không ai dùng được. Cái file cũng thế, khi mà người có cái câu lệnh mà đọc file ấy, thì nó sẽ tự nhiên nó sẽ chiếm cái file đấy. Nếu mình không đóng vào, người khác đọc sẽ bị lỗi. Các em chắc là nhiều trường hợp mình xóa cái file ở trong folder thôi, mình đang mở bằng cái Excel này hay Word chẳng hạn, mình có tìm xóa thông báo lỗi là file đang được sử dụng by UC gì đấy và mình phải tắt tắt nó đi thì mình xóa được đúng không? Thì trường hợp này cũng thế, thì cờ nó vào. Bây giờ xem kết quả được gì nhá. Bây giờ là my notepad rồi, ban nãy là notepad của Windows, bây giờ làm nháy một cái. Đây mở cái file này,
Đây cái thông báo trên vẫn có này, còn ok này. Nó ghi nội dung file này. Được chưa? Và mình để đọc cái này thì các em ý này, chỉ mất có khoảng vẹn có 3 dòng thôi. Cái dòng thông báo bỏ đi nhá, không tính. Thế đơn giản không? Thì mất có đúng 3 dòng này này. Mình đọc xong file test. Bây giờ các em cho nó chạy luôn đi. Đấy. Mình đọc được file rồi, giờ trường hợp các em muốn viết rồi, lưu lại. Đây. Muốn lưu lại chúng ta dùng cái hộp thoại có từ lưu. Cái này quen thuộc rồi, save thì quen đúng không? Bây giờ nên hoàn hộp thoại là save vào file đi nó. Các em kéo ra. Đấy. Đặt tên cho nó thì hả? Ví dụ là add in file thì nó hả? Là test hả? Trong cái menu xe là các em cứ đút vào viết code bình thường. Nó tương tự như cái trường hợp là các em dùng reader để mở đúng không? Mình dùng cái open file, dưới này dùng save file. Ở trên là dùng stream reader để đọc, còn dưới để viết chúng ta dùng stream file đọc. Các hộp thoại dùng nguyên tắc giống nhau để về. Đây là save file này. Được. Đều dùng cái show denote để hiển thị thoại này. Kiểm tra là ok không bằng so sánh với cái kết quả phải là denote python chấm ok. Đấy. Và mình muốn lưu ở file nào phải lấy tên file ra, phải có một chữ lên tên file này bằng tên file denote này. Đấy. Giống file name, giống như cái phần open file ấy. Trên này team reader để đọc, dưới này để ghi các em dùng của team reader. Dùng team ghi này có sẵn này, team reader enter này, SDK là bằng new này, team reader. Giống hệ phần bên trên này, các em truyền vào cái cho nó đường dẫn này. Để ghi các em chọn được SDK này, ở trên có này, chấm write này. Write có hai cái này, một cái write, write này. Cái này chính là các em thuộc từ bắt can, các em được học rồi. Viết xong xuống vòng, một cái viết xong xuống vòng nữa. Giả sử thì mình viết xong xuống vòng một cái là nội dung file này. Đấy, cái này viết xuống dòng này. Bên dưới các em để ghi tiếp nè. File này, chấm tai. Và cái thuộc này các em muốn ghi là cái người ta nhập vào từ cái ô ấy, chính là cái rtxt, cái reading box này, chấm text. Và cũng giống như phần trên, khi mình thao tác file xong rồi, mình cho người khác thao tác tiếp. Cũng giống kiểu cái quản mình sang người khác mà dùng được, các em phải cho người ta mượn bằng cách dùng cái SDK này. Đây. Chấm kernel đi, bỏ nó vào. Giờ xem kết quả. Đây, quên để tính tan này. Chọn hết tôm này. Đây, xài vào này. Đây. Em còn một cái nữa, cái này các em phải định dạng cái filter cho nó, không có gì. Từ giao diện này, cái này filter của nó giống open file thôi. Filter này. Cho nên các em ghi là text file này hả? Text file. Có sao.txt này, chúng ta nhìn này. Sụp đứng này. Sao.txt này. Cái file name chính là cái tên file hiển thị đầu tiên. Các em có thể sửa thành cái tên cho người ta xem. Ví dụ là test file này. Cái này cái tên hiển thị hộp thoại thì là các em xem cái file. Có chữ nó to như thế nào. Test này. Đây. Cái dòng này nhá. Ấn xe này. Đây. Cái chỗ file name anh điền vào là test file thì trong chỗ file name nó ghi test file thì người ta chọn luôn tên file đấy. Còn cái chỗ dưới mà filter thì nó sẽ hiển thị vào cái chỗ mà server e title này. Đây. Mình ghi là test file sao.txt thì cái chỗ mà chỉ có sao.txt nó sẽ ngầm hiểu bên trong và nó sẽ dùng làm bộ lọc. Phần này người dùng không nhìn thấy, chỉ có mình code mình thấy thôi. Lúc thì hiển thị cái phần ở bên trái này. Đây. Khi code các em chỉ nhìn thấy phần bên trái thôi này. Chỉ phải nhìn trước cái dấu sửa đúng này, còn phần sau này sẽ ấn đi. Đấy. Bây giờ new tên là text file luôn ở desktop này. New xong. Đấy, trong desktop có một cái xuất hiện một cái file text file chưa? Mở lên này, nội dung này, read text này. Đấy. Bây giờ ghi tiếp này. Bật tiếng Việt này.
là cái việc này. Hỏi ghi đề không bình thường. Tiếng Việt này, cái này hơi lỗi chữ xấu. Để tìm cái con. Để cho phim tăng thật đẹp. Đây. Em thêm cái icon hay thêm cái shortcut key cho nó. Đó, dễ dùng. Shortcut key này. Ctrl E này. Ấn xe cho quay này. Đây. Thêm cái email thật đẹp. Biểu tượng cái đĩa này. Đây. Có chuyện có sẵn này. Đấy giống hệt cái cổ kia đây. Bây giờ xem vào E này. Ở đây. Ctrl F. Rồi có này. Xong lưu là Ctrl F này. Điện điện thoại này. Ấn Enter này. Đấy. Đấy như thế là mình đã lưu xong rồi.